Ngày 22 tháng 5, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Trọng Hiếu sinh năm 1970 và Nguyễn Văn Hải sinh năm 2001 cùng ngụ quận 7 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh các bảo vệ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 kéo bari chặn đường xe máy, xe ô tô, xe tải di chuyển trên đường để bắt hai đối tượng nghi cướp giật. Qua xác minh, sự việc diễn ra khoảng 17 giờ 50 phút ngày 20 tháng 5 ở gần giao lộ đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Hai nghi can cướp giật là Hiếu và Hải. Khi đi tới đường Phạm Văn Nghị, cả hai áp sát cướp chiếc điện thoại di động của một người đàn ông đang đi bộ, rồi tẩu thoát về hướng giao lộ đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng. Tuy nhiên, khi cả hai đến chốt thì đâm vào rào chắn bari do bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng dựng sẵn, đón lõng hai tên cướp đang chạy đến. Sau khi đâm vào rào chắn để chạy thoát, hai tên cướp bị bảo vệ cùng người đi đường khống chế bắt giữ giao công an.